Phi chào lại tất cả anh em nha. Nay cũng biết giờ Ba Phi không biết làm chủ đề video gì luôn các bạn, tại vì cũng Ba Phi cũng hơi nản nản kênh YouTube nay tháng mấy rồi, 7,000 mấy giờ mà nó chưa việc nữa. Biết giờ làm bên video Ba Phi cũng không có dám đầu tư mạnh nữa. Nay cũng có anh em vợ rồi về mấy đứa nha, cũng trong tâm vòng vòng sớm nha các bạn. Nay cũng không có làm gì á. Có mua mớ bạch tuộc với mấy con cá lau kiến, là tối đi chụp nè, giờ đem ra nướng kệ quay ăn, quay lên để cho kênh mình nó có hoạt động. Đây là bạch tuộc mới mua sáng, mua năm mấy ký tại, còn cái này là cá lau kiến các bạn, này là trứng cá lau kiến kêu bằng cá mặt quỷ nữa, hai con. Này sáng mới mua 12 ký. Ủa này, hai con nó mất hết con rồi. Có mấy cá cá phi nữa, bảo nó có đem lên ta. Bảo bảo. Cái cần nó đi ra đây. Nhóm đỡ nha các bạn. Bật đèn lên. Đây. Cái món ăn cũng được như vậy. Các bạn lên coi cũng nhà bán họ Ba Phi nha. Giáo cũng không biết quay chủ đề gì hết. Cá bạch tuộc nước mà kết hợp với cá lau kiến của mắt đạp. Chỉ có em với mắt đạp thôi. Chỗ này chỗ xong đen các bạn. Nốt. Tắt cà phốc bỏ nhỏ chút xíu rồi nhìn các bạn ơi, cũng hấp dẫn quá, xin nhận dẫn ghê. Thích ít dạng mới ngon, cái gì quá ăn ngán nha các bạn, ngán mà ngán tiền á. Hãy subscribe.
xe đó. Mấy ngày nước cá được rồi. Dạ. Gì chưa tới bằng keo lần sau. Em tới bằng keo. Dường á. Mấy cà phê giờ tối là mà mình với anh Bảo rồi đi chụp nha các bạn. Đi à, đi có hai cái ông nội để đi chứ mà có hai này nó về nó mới có cá, nó ham sắc khí nặng quá nó không có cá. Đó, mà ta thấy không, không quay cho mình á, không à. Tao bài chụp lần có cái này chứ. Tao bài đầu tiên chứ. Được chụp con nha các bạn mà Bảo nó đem lên chia sẻ cho anh em đây được 6 con còn 4 con với 2 cá lô kiến. Đó. Cái cá lô kiến nó không chín à? Không biết. Té à. Bài tay nhậu hết trơn. Bài tay nhậu á. Đang nhậu á té. Cha mới lại con chó nè. Tắt nhạc giùm cái là rồi. Hả? Muốn nghe chút xíu không? Chừng nào ta mình quay đi nghe. Mày chơi chỗ nào tao cũng ghét với bọn. Tao thấy cái hàng bài tao ghét hơn nó nữa. Dạ, sao đó? Dạ, mình tính sao đó? Tao đang mình lỗ mãn rồi đó. Quê rồi đó. Tao à, Phương nữa lên nghe nói gái hàng leo lên các dạ. Bạn yeah. Nhảy nhảy bản đi. Cóc bọng rồi. Bị đau đau hay là bị gì ta? Trước nè, mấy con nè, cóc nhá rồi tối thôi nè. Sáng mà có ăn gì chưa? Qua bị qua giờ rồi. Mình đâu mà thử á. Trứng này bỏ trên mực nó chảy. Đâu thì con ôm tư xuống không? Không. Mới nhét vô cá. Chặt hoài. Mẹ tao đâm suốt luôn á. Sẵn đó mày hái mới lá mè coi Phúc. Kìa, lá mè non đó. Ủa trời, đứng nó đứng gì bự dữ à. Đây trứng bạch tuộc các bạn. Ba trứng bạch tuộc có trứng nữa rồi. Đây là bạch tuộc, là bạch tuộc thịt rồi. Nó mới có trứng. Trứng nó mới sinh sản. Ê, đưa thổ được ai? Ai đi? Chỉ hai được hai không được thôi. Nhảy xuống sao sao mà nhảy vô ngay trong cái mực đó ta vui lắm á. Đó, cái mực mà đứng chính là mà nhảy vô trong đó. Nhiều khi mày bị nhiễm trùng mà nhiễm trùng được được á thiệt á. Có ăn gì bậy bạ nhiễm trùng được á. Mai đi khám đi. Ờ, mai coi đi khám đi. Ừ. Ngồi đó đủ đủ rồi nghe tao. Được không mà. Mày làm cái gì non non đây? Non vô. Tao mình sẽ ôm. Chết mày rồi. Bỏ bia tao. Tao cái gì cũng không. Tao.
dài vậy mấy lon hả? Đây. À, đây có mấy lon bia ướp lạnh nha các bạn. Tiger nha, đây mình nay chưa Tiger các bạn. Tay Tiger uống xong rồi Tiger luôn, còn kia là La Rue. Để chén nước chấm cho anh Tài. La Rue để uống sao? Phải Tiger uống trước. Cái gì hay tao uống đi rồi tao vô tao đít luôn cho. Mình chuẩn bị mời anh em nha, nhập tiệc nha. Còn mớ đã đúng chín rồi. Giờ còn mớ đây nè. Giờ có nhiều mình làm trước nhiều nha anh em. Nè chú hai đứng ngồi đó. Ngồi ở đây anh ngồi đây cũng được. Nóng gì nóng quá vậy? Lấy cái này. Đó. Mới lót cái mình bao đó là ngồi đó mà. Ngon đó, ngồi đi. Mấy bà. Qua chút xíu đi. Không. Thôi tức ra. Ra cái bao vậy mà không được ngồi. Ủa, không uống thì giờ cứ uống là đủ nữa hả? Chép dạ. Không sao. Xin cái góc đi. Xin cái kẹt góc. Đâu góc. Đưa trước cái góc nha các bạn. Bà nha. Sáng chưa ăn gì ăn cái góc vô cho nó gian xứng bụng một xíu. Đây có mớ cốc đậu cốc các bạn. Chứ đồ uống đậu úng người ta còn kêu là đậu đổ nữa nha các bạn. Đậu Hồi Lan là đậu vậy. Tiếng ngọt. Ngon. Có mẹ tôi giữ. Giòn giòn. Mình phải ăn cá lóc kiến, cá lóc kiến từ nhỏ lớn mình chưa ăn được không? Câu kiến cũng ngon quá rồi không? Câu kiến này mình không biết được bắt được mà có những người nào có dịp ăn nay mà có dịp ăn cá lóc kiến tốt, tốt vậy, tôi không phải ăn, người sinh lý. Qua ngồi cái má được không? Qua ngồi đó là đấy. Chắc bây giờ uống lại đi bạn để bạn mình. Cái gì dạng xíu này. Mời các bạn lấy bia nha. Mời vô. Hay hay đấy có chạy nghe quay quay. Trời ơi, dứt ly bia cho nó mát tới tử cung luôn mấy bạn ơi. Là chó cho 100 miếng xương này chó. Em mực cái đấy nè, tôi ngồi vô ngồi ăn. Vô ăn nè. Đây. Mắc cỡ. Ăn đây. Qua cái ngồi gà. Cho ban. Qua cái ngồi gà. Kỹ đó vậy, thằng đầu kỹ đó. Rồi rồi. Rót bia ra bảo, dứt cái rồi. Nay mà hạn cỡ bảo uống thì chứ cỡ bảo dựng hai đủ ngủ tại dựng hai không có uống thôi chứ uống nè các bạn mình nói bạn nghe nè, nếu mà dựng hai á mà nó ru ngủ nè cứ quay đi các bạn sẽ ráng kịp tại ta không thích uống thôi à. Mà đậu dựng hai thôi không có đậu mày. Này là kêu là đậu mồi không đậu nhậu. Hôm qua mình mới ra cái video phiên bản à, đậu mồi không đậu nhậu. Cái video đó là mang tính chất vậy tí nha anh em. Chứ mình nhưng mà cái phiên bản nhạc đó là mình cover lại của bên Hiếu Organ, nó phối bass lại cho mình nha. Rồi mời anh em ly bia nha. Đậu uống đậu như ngay kỳ ngay. Cái này ăn bỏ xương à? Dám dặn. Uống lẹ đi. Cái xương, cua cát, cua tổ, cua muối chất, thịt, lát, cua lưỡi ăn cái xương sao?
đầu kế này quyết định mốt mà đi kiếm về chỉ chừng năm cho con về hấp xả ăn cơm mua dưa xiên nữa mua bao tử uống hết rồi đó mua từ gốc út mua núm núm diện đen người ta vậy đó mua cho tụi núm mèo núm mèo gì á cái về bầm với mua miếng gan heo á về bầm xong rồi nhồn vô kho tử thôi cái ướp bên ba còn đóng lèn tại nó leo không được leo hái rồi sao ba đã hấp cái nhồn vô cái nước đã hấp mới uống chát giọng vậy mới uống người giọng gì nữa vậy đi chú hai này uống hút vô mày đi rồi thử thì đi cũng ra mà cột ra các bạn uống nhiều về nha sớm có ở đâu nhắc cái đồ mà tiếp tao bạn tổn thương ở đâu các bạn kiếm mà không thấy nhắm không mình nào kiếm cái lần không biết dẻo dẻo mà không tao mày uống cái vị ngọt ừ thấy vui mát ôi uống hết rồi uống nguyên ly cái rồi uống cái đau uống hết rồi ly mà kể tao dần tăng chừng nào thằng mày chừng nào tao mày mày uống á mày mấy thằng đó còn tăng nó chịu uống thôi uống đang uống tao nguyên cái nãy đó rồi tao nguyên cái trời ơi tao thiệt mày tao nhìn gà tao lựa chút mày tao không có mời đâu mà mẹ thấy con một con không nè có một con cái chớ chớ nguyên con nguyên con thấy không có chấm như muối tiêu chanh này quá ngon sáng cơm phải muốn ăn qua tăng phố đông đó người qua bển mua thiệt hồi sáng nên kêu qua bển nay có thằng Đung Thành vậy bển chứ không biến đi quá nó bển hai ông nhậu đó mà sống mùi vậy đó cái này chú này về bữa con phải đi ăn nước con đó mày mày đánh tình đây đâu một giờ xin hết ngày về thứ hai qua buổi sau con nhắn rồi tới chưa nhắn tin chưa biết đúng đó nhắn tin thì kêu ở nè chú hai về sáng này gì dứa dớt à chú hai con không có biết luôn tự nhiên sáng đang có ghẻ sừ nữa sáng gì dứa dớt được con mấy hóc bu với bọn rồi cái cho thằng Thanh luôn chào hóc được mày bây giờ mày kiếm cái ống tre mày chặt đây mày để đây hút tao quay lên được á bình thường tại có đâu chơi uống cái mày ơi uống mà đạo uống đại mày ơi đụng mẹ qua mày rủ tao nhậu tao không tiếp được mày tiếp đi coi được tao nói bốc dầu dầu uống nguyên cái xì dòng vậy á uống ngay chỉ rồi đó mày uống vậy mình uống nghe tao không cái xì dòng mà thôi chứ muốn mới uống nhìn bằng má tội cái chắc tại nó tại không thích uống uống gì đó nửa cái thì nó con rót lại uống hai nửa cái uống mày nó không chịu nửa cái mày uống mà cái gì à cái này cũng là bảo vệ trong giờ là chính nè ở ngày này ngày nào cũng uống đóng mà uống cái lộ có mình đang làm bốn lon đó sao nãy đi qua bên kia được không được trời ma ca nóng quá ca chính các bạn bắp khối luôn càng nóng về chứ cà phê nước đã uống rồi mà mời các bạn thử review miếng cà phê nước nha quá ngon
quá đã các bạn ơi. Nghe là thì đã phải ăn đá ăn quá đã quá đã. Nó hát gì nóng mà mới ngon. Ngủ lò rè. Mình đi bắt xe cái này. Đi. Bắt xe ra hả nè. Nướng luôn hả? Xe xe giùm là mượn cuộn giấy tao cỡ cho mang ngay. Thấy không? Quay với mày. Hả? Ê chanh đâu mày? Chanh tắt luôn. Quá ngon bà ơi. Quá đã luôn. Nó hết nặng. Cái dao cạo hang vô cuộn mang tao đấy để chuột. Tao từ nãy giờ có quá đã quá phê quá ngon giờ ông Lan ơi. Quá đã sĩ ơi. Đây tài quyển này ăn măng sống các bạn, măng sống mà ăn luôn, ăn cá, ăn cá sống thịt sống là bình thường nha các bạn, này tài quyển ăn măng sống luôn. Ê mát cái này mà hỏng xuống cái chỗ mà mình bẻ dừa trộm với lại đi chặt cái nước á, má mát. Khúc này nó hơi già quá, thì để nó ra non. Xé dùng miếng nữa rồi tao. Non rồi non, mấy trên này miếng rồi mấy dưới này hơi già. Sáng sáng quá, sáng này đó vừa luôn á. Cây măng mới lúa 6-7 thằng. Đây có con chuột nướng các bạn. Chuột này là của cha. Xin thằng ngón tay. Đâu ơi, bây giờ 6 người mình hy sinh, người bọn bộ còn xin dục đi nướng.